Có thể thì mình rất là lo ngại về sở vì mình bất hợp pháp, thì mình sợ bị cảnh sát bắt đưa vào trung tù và có thể trục xuất về Việt Nam. Đó là mình rất là sợ hãi 24/24 giờ luôn. Việt Nam được vì khi nộp đơn vào đó thì theo theo như mình đều biết và được đã được các luật sư hướng dẫn, thì khi mình nộp đơn rồi họ sẽ làm thủ tục để phỏng vấn lại. Nếu mà phỏng vấn mình bị rớt thì mình sẽ bị trục xuất về ngay lập tức, mà nếu mà bị đảo thì có thể mình có thể tạm thời sống tại Thái Lan được. Thì theo như nguyện vọng của tôi thì tôi không sẽ không nộp đơn vào cái đó. They will look into an individual's criminal history. They'll look into an individual's political history, and when they're applying for this protected person status. And even though that sounds benign, in the context of people fleeing Myanmar, for instance, a lot of these individuals have completely unfounded criminal charges against their names. Thailand has become a hub in Southeast Asia for what we're calling transnational repression, so whereby individuals from one country in Thailand, for instance, from say Vietnam, political dissident is in Thailand, and then they are abducted from the streets, they are rendered essentially and brought back to Vietnam to stand trial and a very uncertain future. We've seen this. We see this quite regularly, unfortunately, in Thailand.